Rồi, là đầu tiên xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá từ miền Tổ quốc. Hôm nay em tiếp tục lên cho anh em một clip gồm 9 cây cần câu, 2 khúc, 3 khúc. 9 cây này có một số cây nó full hợp nha anh em, full hợp chưa qua sử dụng. Rồi, đem vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán, nếu hàng lỗi mà không đóng clip thì em sẽ nhận lại. Rồi, cảm ơn em. Cái thứ nhất cho mọi người nha. Cây thứ nhất là một cây cần một khúc, hàng của Korea nha anh em. Đó, hàng này thì dài 90 cm. Cái này thì chất liệu thì em không biết, em bán với giá là giá phép nha anh em. Bát là bát Fuji. Đó, phen chắc Fuji rồi. Nói chung thì cần này cũng còn mới. Cái này thích hợp cho anh em câu trên ghe, tàu, câu bè. Câu dài 90 cm. Độ cứng nữa là khoảng 50-60. Rất là cứng anh em. Một khúc lên đầu nãy rất là cao, khá đẹp nha anh em. Cái này một khúc nha, phen bát bát thu si. Cái này dài 90 cm, nặng 200 g, đọt 2 ly, độ cứng tầm khoảng 50-60. Giá công khai nha anh em, giá công khai là 350k. Tiếp theo là cây số 2. Cây số 2 là một cây dài 2 mét, dài 1 mét 2. Hàng Gomez. Cây này thì bát sẽ là bát Fuji nha anh em. Khoen nó đây. Khoen khá ok. Nói chung là cây này cũng còn mới. Cây này thuộc dạng là hàng chi rồi. Đọt nó khá là dẻo. Cây này thì nặng là 220 g, đọt 1 ly 2, độ cứng tầm 20 đến 50. Giá là 350k nè, đọt nó đây. Khá dẻo nha anh em. Đọt tầm 20. Vì nó làm cắm gốc nên nó đọt nó cứng vô từ từ nha. Bắt đầu quen cây số 2 là nó cứng vô rồi. Đọt nó này đó. Khá búng nha anh em. Tất cả đều ok, đẹp đẽ, cán mốt. Rất là tiện gọn nha. Anh em câu trên bè, ghe, lấy cái này đánh rất là ok. Giá công khai luôn nha anh em. Giá công khai là 350k. Chất liệu là phíp nha anh em. Tiếp theo sẽ là cây số 3. Cây số 3 là một cây cắm gốc lỡ, cây lai úp. Cây này dài 2,7 m. Hàng Korea xuất Nhật nha anh em. Cứng là cứng tầm 40, dài 2,7 m. Phen là phen Fuji. Bát là bát Fuji nha anh em. Phen Fuji, bát Fuji. Cắm gốc lỡ. Ngoại hình khá ok nha anh em. Bu là bu chấm sắn, bu Fuji. Khá ok, khá đẹp nha. Nói chung cây này thì ngoại hình cũng xuất sắc thời gian. Nó cắm gốc lỡ. Phôi là phôi carbon nha anh em. Bát là bát Fuji. Dài 2,7 m, nặng là 260 g. Thu đoạn có gòn, có đọt có 170 cm. Đọt 1 ly 9, độ cứng tầm 40-60, giá 700k. Gặp vô tầm 2,7 m nha anh em. Độ dịu khá dịu. Đây, test đọt cho anh em xem. Đọt cái này đó. Cây này đánh cá là bao phê nha anh em, câu cảm giác thì thấy cây này đánh đòn cong sẽ nó cong hình chữ C đó, cong đều luôn nha anh em. Rồi, giá công khai nha anh em, giá công khai cây này là 700k đó. Em cũng đã test đọt cho anh em xem mà dạng đánh cảm giác. Tiếp theo sẽ là cây số 4. Cây số 4 là một cây Shimano cắm gốc, hàng Korea xuất Nhật nha em, xuất nội địa Nhật. Đây, bát Shimano
Bát Pusi Shimano Bát Đờ Cao. Cây này ngoại hình nhìn khá đẹp nha anh em, rất đẹp luôn đó. Fan này fan Pusi. Đó, fan Pusi nha anh em. Cây này thì dài 1m8, cứng 120, nặng là 250g, đọt 2 ly 2, cứng 120 nha anh em, rất là cứng. Anh em đi dích biển, tô biển này câu cây này thoải mái rồi, khỏi chê vào đâu hết. Anh em đánh dích, đánh biển, đánh gần, đánh đáy, đánh trên bè, mấy cây này đánh là rất là thích hợp nha, rất là mới. Ngoài điểm sức này thôi, nó tất cả phần còn lại sẽ mới trên 90%. Rồi giá công khai nha anh em, giá công khai là 1,2 triệu cây số 3. Tiếp theo sẽ là cây số 4. Cây số 4 là một cây NFT hàng carbon sáng quăng. Fan là fan Fuji dạ quang. Bát là bát. Bát là bát Fuji. Này cây này đọt này sẽ xuất sắc, đọt này thì bị đổ lại, nó giống như em bán cây cần tặng cái đọt đó đó. Đây nó xuất sắc nha anh em. Cây này thì đọt này sẽ là đọt 30. Cây này nặng là dài 2m1, hãng này MT, nội địa Nhật nha anh em, dài 2m1, nặng 250g, đọt 2 ly, độ cứng tầm 30, khá dịu nha anh em. Đây, độ cứng 30, đánh bao phê rồi. Cái này thì đây, xúc này nó bị xước sơn nha. Đọt đó, đọt trắng. Đằng sau thì em báo vậy thôi. Cái này thì được mấy Nhật độ lên thành cắm gốc, rút ra khúc này luôn. Đây, Nhật độ cũng hay. Đọt này cứng 50 nha anh em. Đoạn này cứng 50-60. Nè, đó, test cho anh em luôn. Đó, nhắn nhắn nè. Rồi, giá công khai cây này nha mọi người. Giá công khai cây này 700k. Cây số 5, 700k. Giá này là rất là bèo nha anh em. Bèo với cây một cây NFT, nội địa Nhật. Hàng carbon gì này. Anh em nào không quan trọng ngoại hình thì hút cây này về. Đánh bè, đánh biển rất là ok nha. Thôi nó rất là ok. Phan sứ dạ vàng anh em, tất cả các phan đều ok, ngoại hai lỗi này thôi, tất cả còn lại đều ok hết. Giá 700k, cần hai đọt hàng carbon, quá ok. Tiếp theo sẽ là cây số 6. Cây số 6 là một cây Suzumi, những lớp trước em cũng đã đăng rồi. Không anh em nào mua thì em giảm giá tiếp. Cây này thì bát là bát hãng Suzumi, bát từ cao. Khá đẹp nha anh em. Fan là fan Fuji, đá xít, đá xám nha anh em. Cây này chất liệu carbon, dài cứng 30, dài 2m4. Đây, cúp này carbon sẵn nè, thấy không? Sẵn hết luôn. Nói chung ngoại hình cái này nhìn khá là ok. Không xước xát lỗi làm gì nhiều. Đây, tem xước nội địa Nhật. Cái này thì nặng 350g, đọt 2 ly 3, cứng 30. Nó khá dịu nha nè, nó công hình chữ C. Đánh cảm giác rất là ok nha. Rồi, giá công khai. Giá công khai là 800k, cây số 6 800k. Nói chung thì em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng chứ thanh toán, nếu hàng lỗi mà không giống như em lên clip nha, anh em có thể trả về cho em. Đây, fan Fuji nha anh em. Rất là đẹp nha anh em. Rồi, giá công khai 800k, cây số 6. Đây,
Tiếp theo sẽ là cây số 7. Cây số 7 là một cây Hanchi, hàng phun hợp, phun bao. Đấy, hình khá là mới nha anh em. Mới, rất mới. Nói chung này, cây này Alpha Taco, hàng Korea xuất Nhật. Carbon sắn vòng nha anh em. Phen là phen cao. Phen phun si cao nha anh em. Cây này một cây Hanchi. Có thể anh em đây có thể lấy lua được bình thường. Có hai đọt, một đọt đọt cứng 10 và đọt đọt cứng 20. Đó. Đánh bao dẻo bao ok nè, đó. Cái này anh em đánh lua là cũng rất là ok nha anh em. Phen cao, da dày rất là nhanh nha. Không như mấy cây hành chi khác thì phen nó sẽ là phen lùng. Da dày rất là chậm đây, đọt nó đây, đó. Đọt nó chỉ cứng hơn này, đọt nem bốn thành hình chữ O cũng được luôn á. Anh em đến cảm giác là bao ok. Rồi là ngoài hình, bát là bát Fuji nha anh em, phen là phen Fuji. Đây, phen Fuji đá xám. Ngoại hình thì ok, khỏi cần bàn. Hai đọt. Hàng Korea xuất Nhật đây anh em, đó. Đó, đóng tem luôn. Hàng Alpha Taco. Anh đọc thông số kinh hợp thì cây này dài 1m8, thu gọn 93 cm, nặng 125 g. Đó. Một đọt 1 ly 1, một đọt 1 ly 3, độ cứng là 10 và 20. Hàng Alpha Taco anh em, full hợp, giá là 950k cộng ship, rất là đẹp nha anh em. Đánh anh chị đánh cây này là bao ok, rất là nhẹ nha, 125 g ha. Rồi, tiếp theo sẽ là lên hai cây cuối. Hai cây này rất là đặc biệt anh em, ngoại hình mới chưa qua sử dụng luôn á. Hai cây này thì một cây sẽ là cây Alpha Taco. Đây, Alpha Taco full hộp, full bao luôn á. Cây này thì dài 3m 3 khúc, thu gọn 106 cm. Nặng là 370 g, đọt là 3 ly, đọt gốc là 23.5 ly, độ cứng là 20-60. Cây này là 100% là bằng sợi thủy tinh. Đó, đây em dịch cái này ra là 100% là bằng sợi thủy tinh. Đây, hàng rất là đẹp nha anh em. Đó, hàng sau thì em bảo vậy thôi. Cây này sở hữu dàn phen này thì phen xít nha anh em. Chói bóng luôn á, màu vàng rất là đẹp. Nói chung là cây này không xuất sắc gì nhiều hết. Đây, tem xuất nội địa Nhật nha anh em. Bu là bu xít luôn. Đó, hàng bằng sợi thủy tinh nha anh em. Nên phôi nó rất là dày. Coi dày mà nặng chỉ có 370 g thôi, rất là ok nha anh em. Đọt nó rơi vào tầm khoảng 20 và 60. Bát là bát Fuji Alpha Taco, phen là phen Fuji Seed. Nhìn rất là đẹp nha. Nói chung là ngoại hình cái này đảm bảo anh trên khoảng 95%, full hộp, full bao bì. Đó, hàng sợ thủy tinh. Anh em đánh carbon sợ nổ 7 á, thì đánh mấy cây này độ bền rất là cao. Chỉ có cái khó là nó nặng hơn carbon một tí thôi. Độ bền thì nó cũng không có thua carbon gì nhiều hết. Hàng rất là đẹp. Đây, đọt nó đây. Đọt nó rơi vào tầm khoảng 20-60. Nó rất là dịu anh em. Anh em đánh cảm giác thì đánh mấy cây này thì bao phê. Đó, đọt đẹp đẹp bằng thành chữ C này, thấy không? Đây, cây số 8, giá là 1,2 triệu nha anh em. Rất là đẹp. Tiếp theo sẽ là cây số 9. Cây số 9 là một cây Ryobi, hàng full hợp sắt, bao luôn.
Cây này thì dài 3,3 m, ba khúc, thu gọn 117 cm, nặng 300, nặng 510 g, đọt là 3 ly 2, đọt gốc là 17.3 ly, độ cứng tầm 80-50, 100% bằng sợi thủy tinh. Đó. Nói chung là cây này đẹp cũng sắc sảo. Bán hàng thì soi cho anh em xem kỹ hết. Cán này cán bằng nha anh em, cán đề cao 3 khúc. Giá thì giá là để trên hộp là anh em té ngửa liền. Fan là fan full sheet nha anh em. Tem lụa toàn đầy đủ hết. Đọt nó sẽ là 3 ly 3, độ cứng tầm 50-80, độ cứng góc là chuẩn nha anh em, dài 3,3 m. Hàng Ryobi, hàng Korea, xuất nội địa Nhật, mã code đây. Đọt nó khá cứng nha nè. Đọt nó 50-80. Giá công khai trên hộp mà bên Nhật người ta bán sẽ là 34k, 34 cây Inger và tầm khoảng hơn gần hơn 7 triệu tiền Việt Nam nha anh em. Đó. Đó giá in ép trên hộp. Nói chung thì cây này với thời điểm nó xuất hiện trên thị trường Nhật thì 34k cũng rất là ok vì nó rất là đẹp nha anh em. Phôi dày, sợi thủy tinh phôi rất là dày. Phôi đây. Phôi bao dày luôn. Phôi rất là dày nha anh em. Mới nữa. Phen là phen ok, phen full sheet. Rồi, giá công khai cây nha mọi người, giá công khai là 1,2 triệu cộng ship, cây số 9. Nói chung là cây này không mới trên 95% thì anh em về trả về cho em. Rồi, đó là tổng cộng 9 cái cần em lên cho anh em hôm nay. Nếu anh em bên kênh nào vui lòng chốt để lại số điện thoại nha anh em, có thể alo thẳng cho em. Rồi, cảm ơn anh em nhé.